thơm kỳ luôn, nhưng mà không phải mùi thơm của hoa hồng mà giống như mùi thơm của hoa cúc ấy. À không phải, do cái mùi thơm của hoa này, cái hoa dưới đây. Hoa dưới đấy à? Mùi... Mọi người cũng lâu lắm rồi, hôm nay mới lôi cái yếm này ra mặt để cho lên hình. Ngày nào cũng hello và chào mọi người, nhưng mà không biết có ai xem video của mình không. Hôm nay thì vẫn sẽ đi chơi ở vườn hồng và mang theo bé Cẩm Linh đi nữa, bởi vì không có ai trông Cẩm Linh cho cả. Và lúc này thì Cẩm Linh cũng đang buồn ngủ ấy, mà leo nheo thì không chịu thắt dây an toàn. Lúc này là tầm khoảng trưa rồi, và một lúc sau thì Cẩm Linh đã ngủ trên xe rất là ngon lành như thế này, bởi vì trẻ con ở bên này cứ lên ô tô là buồn ngủ ấy. Kế hoạch đi quay hôm nay hơi đột xuất, bởi vì đang ăn trưa thì chị bạn gọi là có đi chơi không, hôm nay trời nắng tao được nghỉ ấy. Thì đúng là nhà bận rất là nhiều việc, nhưng mà một khi đồng đội gọi là phải gạt hết để lên đường. Thì bởi vì mấy hôm nay trời ở Praha mưa, được một hôm nay nắng, thế là chị em tụ nhau lên vườn hồng để chụp ảnh quay phim. Nhưng mà đi đến trung tâm thì bị lạc đường, không phải lạc đường, tức là cứ nghĩ là đi một địa chỉ khác thì sẽ có một cái nơi đỗ xe ngay ở trên đồi luôn, nhưng mà do mình đi nhầm ấy. Lúc này đã loay hoay một lúc đã tìm được lối ra và quyết định là sẽ đỗ xe ở bên đường và bắt tàu đi lên đồi. Thì có cách là để đi tàu lên trên đồi hoa hồng luôn. Lúc này Cẩm Linh đang ngủ, nhưng mà cũng phải bế Cẩm Linh dậy để vả Cẩm Linh đi. Chắc là sẽ vất vả, bởi vì sẽ bế đi một đoạn khá là dài ấy. Vườn hồng Praha nằm ở trên đồi cao, nhưng mà sẽ có loài tàu chuyên dùng để đưa khách du lịch đi lên và đi xuống trong khoảng thời gian chắc là khoảng 30 phút hay là một tiếng gì đấy, nó có một chuyến ấy. Thì đây là cái tàu để đưa người lên cái đỉnh đồi ấy, vì cái địa hình ở Praha này nó giống như là Đà Lạt ở Việt Nam đấy. Những cái đồi hoa thường là nó nằm ở trên rất là cao, muốn lên đấy thì hoặc là đi bộ hoặc là chọn cách đi tàu như thế này này. Cẩm Linh vừa mới tỉnh dậy còn hơi ngơ ngác. Cái khung cảnh dọc đường lên đỉnh đồi ở trên vườn hồng ấy rất là đẹp, hai bên mọi người thấy là những thảm cỏ xanh rồi cây cối và không gian thoáng đãng và sạch sẽ. Cẩm Linh lần đầu tiên đi tàu kiểu này cũng chưa bắt nhịp lắm ấy. Bây giờ vẫn sẽ lên trên đỉnh hoa hồng và sẽ quay cái không gian ở trên cái vườn hoa hồng rất là nổi tiếng ở Praha, Cộng hòa Séc, mà bất cứ ai mà đi du lịch sang Séc đến Praha nhất định phải ghé vườn hồng này một lần, đặc biệt vào mùa hè đấy mọi người, cực kỳ đẹp luôn, vì ở vườn hồng này có khoảng hàng ngàn giống hoa hồng khác nhau ấy. Chỉ mất mấy phút đi tàu là đã lên đến đỉnh đồi đấy rồi. Vì tuần vừa rồi mưa liên tục, được hôm nay nắng cho nên là du khách lên đây khá là đông. Thì bây giờ Vân đã bắt đầu đi vào cái khu vườn hồng này. Nó khá là rộng đấy mọi người. Thì bây giờ Vân sẽ đi lại mấy cái điểm hoa hồng ven ven ngoài này trước, bởi vì bây giờ hoa cũng đã bắt đầu tàn và bắt đầu rụng rồi, trông rất là phí đấy mọi người. Nhưng mà cũng may là vẫn còn rất là nhiều hoa để mà quay cho mọi người xem. Nhanh Linh ơi, nhanh nào. Đây, tầm này mọi người thấy không, hoa đã rụng rất là nhiều tả tơi như thế này, rất là xót ruột, bởi vì hoa đẹp lắm đấy mọi người. Ở trên này chỉ trồng duy nhất hoa hồng, và cũng có một số người ta cũng đưa túi đi để nhặt những cái hoa hồng rụng ở bên dưới ấy. Còn hoa trên cành nó không được bẻ nha mọi người, bẻ là tất nhiên là sẽ vào đồn ngồi rồi. Lúc này Vân lên đây thì gặp rất nhiều đoàn Việt Nam cũng lên đây để chụp ảnh, cho nên là mọi người có thể nghe thấy dòng Việt Nam thoáng thoảng đâu đấy phải không ạ? Khu vực này hoa vẫn còn đang hơi ít, bởi vì nó tập trung các cái loài ghế ngồi và không gian để đi dạo ấy. Ừ.
vườn bên kia là cái chỗ mình đỗ xe mình đi. Ở đấy lồng mát đúng không? Ừ. Cái vườn ở chỗ kia là mình đỗ xe ở cổng kia xong mình lên luôn kìa. Đây Cẩm Linh đây. Vừa đi vừa ăn. Nhanh lên. Nhanh con. Ăn cái gì đấy? Cẩm Linh ăn gì đấy? Cẩm Linh ăn sô cô la nhưng gọi là choco, Cẩm Linh gọi là choco. Đấy, cái hôm đi chụp ảnh với quay hoa anh túc ấy. Cái gimbal bị mất rồi. Cho nên là giờ phải cầm tay chứ có tiền mua cái mới. Trong cái vườn hôm nay rất là lớn, bây giờ đi vào trong này. Ôi tôi toàn là kiểu hông léo ấy mọi người. Đấy nha. Quay lại cho mọi người xem. Nó là những cái gian hông léo này. Em quay đây mà, nó quay đây. Đấy. Toàn là người vào đây chụp ảnh mang ghế thang các kiểu để chụp ảnh. Cái vườn hông này cũng là một điểm du lịch cho khách nước ngoài đến đây. Các bạn tìm đến đây. Chỗ này mà chụp ảnh cưới đẹp ha. Đấy. Đây mới mưa mấy hôm mà hoa đã rụng tả tơ như thế này, trông rất là xót. Những bông hoa này đã rủ xuống rồi ấy. Cách đây khoảng một tuần chắc là sẽ đẹp hơn. Tầm khoảng giữa tháng 6 thì lên đây là chuẩn. Bởi vì bây giờ cũng gần cuối tháng 6 rồi và hoa cũng đã bắt đầu tan rồi đấy mọi người. Cho nên là bạn nào có ý định đi du lịch Cộng hòa Séc hoặc là thủ đô Praha ấy, thì đi tầm giữa tháng 6, thời tiết rất là nắng, mấy hôm trước nắng lắm. Và hoa thì đang còn tươi và rực rỡ ấy. Còn bây giờ bắt đầu mấy hôm nay mưa thì thời tiết chắc là cũng không năm nào giống năm nào ấy. Nhưng mà mấy hôm nay có mưa và giống bão, còn thậm chí có lốc xoáy nữa ấy. Cho nên là cây cối hoa lá đã tan đi rất nhiều rồi. Quay ra này tí đó. Chụp ấy nhá, chụp lấy hoa. Mày ra không có người, không có người khác vào ấy. Ừ, tan rồi. Ừ. Nó phải đi từ đầu tuần trước. Cứ đi đi. Như kiểu là vừa mới mưa xong ấy, nó bị rũ xuống. Bị rũ xuống nó bị ấy. Tiếc nha. Đi sớm tí. Hoa nó chung chung thế này. Đẹp thế. Bên này có hoa màu kiểu màu hương này. Giống như màu hoa 10 giờ ấy. Ừ. Thì cái cây này nở sau thì vẫn còn chưa ấy nhỉ? Bông to cái này. Ừ. To và đẹp cái này. Lạc loài màu vàng hồng phấn vào đấy à? Đè mấy bông đưa về. Thôi, chỉ cái bông này nó tưới cho mới nở. Ừ. Thơm cực kỳ luôn. Không phải mùi thơm của hoa hồng mà giống như mùi thơm của hoa cúc. À cũng phải. Do cái mùi thơm của hoa này. Cái hoa dưới đấy. Hoa dưới đấy à? Bà ngửi hoa ra hoa mùi ở dưới, bà lên hoa hồng, xong bà bảo hoa của mùi hoa cúc. Tội nể bà rồi Vân ạ. Thấy chỗ khác. Để quay cho mọi người xem cái khung cảnh hoa đấy. Cảnh quá. Bên này này. Bên kia hồng cam ở đằng xa kia kìa đẹp. Tất cả các loài màu hồng có hết. Màu vân trắng hồng, này, màu vàng. Vân hồng nổi tiếng nhất Praha.
không bước chân vào đấy công an bắt. Vào đây không được bước chân vào trong cái luống hoa này, không được ngắt hoa, không được hít hoa, à được ngửi hoa. Không được hít chỉ được ngửi. Không được hít chỉ được ngửi, không được sờ, à được sờ nhưng mà không được liếm. Đấy, ngắm hoa chán chê, chụp ảnh chán chê rồi, bây giờ sẽ quay lại cái bến tàu cũ ấy, thì sẽ có chuyến để đưa mình đi xuống dưới trung tâm thành phố. Đấy, mọi người thấy không, một cái vườn hoa hồng nhưng mà nó có riêng một chuyến tàu để đưa đón khách đi lên đi xuống, thì chứng tỏ là cái vườn hồng này nó đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển du lịch ở Praha ấy. Nếu bạn nào đến Praha thì đừng bỏ qua cái không gian vườn hồng rực rỡ này nhé. Mọi người có thể đi thẳng ô tô lên đồi hoặc là đi tàu giống như Vân, đây cũng là một trải nghiệm rất thú vị, bởi vì từ trên cái cửa kính của tàu này thì chúng ta có thể ngắm không gian thành phố Praha từ bên ngoài ấy, cũng rất là đẹp. Và video của Vân hôm nay sẽ kết thúc ở đây và hẹn gặp lại mọi người trong video ngày mai. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu về đất nước Séc hoặc đời sống của người Việt Nam ở Cộng hòa Séc thì hãy đừng ngần ngại đăng ký kênh của Vân, nhấn chuông chọn tất cả để đón xem những video mới nhất từ Vân nhé. Hiện tại Vân sẽ có video mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.